Xin chào mọi người, chúng mình đã trở lại rồi đây. Mình và bé Suka nhà mình, hôm nay bé Suka mặc bộ Việt Nam rất là xinh nhé. Đấy, bạn ấy rủ ôi, bạn ấy đang đòi kìa mọi người ơi. Và hôm nay trời ở Hà Nội đang rất là mưa to lắm, nên là mình sẽ quyết định quay một cái video. Rất là nhiều bạn mình hỏi mình là mình mua bóng ở đâu, để mua giày ở đâu, và có nhiều bóng nhiều giày không. Thì hôm nay mình sẽ làm trước một về một cái video về bóng này và một số phụ kiện như là quần áo này. Mình còn giày thì mình sẽ làm riêng một clip sau, tại vì mình có rất là nhiều giày, rất là nhiều các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ các bạn một chút về những quả bóng ở đây. Ở đây rất là nhiều quả bóng, các bạn nhìn thấy không? Rồi, trái bóng đầu tiên mình chia sẻ với các bạn đó là trái bóng Monta, một trái bóng hình con rồng và được làm bằng vải da các bạn nhé. Mình sẽ lấy cho mọi người cùng xem. Đá được bố, đá. Woo, yeah, bạn ấy rất là giỏi các bạn ơi, còn like Suka đi. Vâng, như mình đã nói các bạn rồi, bóng là trái bóng Monta của mình. Đây là trái bóng đặc biệt, nó được làm bằng vải, có nghĩa là các cái lớp ở ngoài đều là một cái lớp vải bò các bạn nhé, như một quần bò của mình vậy đấy. Và in hình rồng Monta. Trái bóng này rất đặc biệt ở chỗ là nó làm trái bóng dành riêng cho bóng đá đường phố, chiếc soccer. Bóng này được Edgar David thiết kế các bạn nhé, siêu sao Edgar David, cầu thủ huyền thoại của chúng ta thiết kế. Trái bóng này thì mình đã có từ cách đây 10 năm, và đó là trong một cái lần mình thi đấu cái giải bóng đá nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam tổ chức, do anh Nam The Man tổ chức ra. Thì lúc ấy phần thưởng của cái giải thưởng năm đó chính là bóng Monta này, một trái bóng mà tất cả mọi người đều yêu mến, trái bóng mà tất cả mọi người đều muốn là sở hữu được. Và rất là may mắn lúc ấy mình đã giành chiến thắng và được trái bóng này. Trái bóng tiếp theo của mình đó là trái bóng rất là đặc biệt, các bạn nhìn thấy không? Đây là chữ 2DKP này, Mr. Wu. Trái bóng này được một người Úc đặc biệt tặng cho mình, đó là một người, ông ấy chính là vua của bóng đá đường phố, người đầu tiên của thế giới ở bộ môn bóng đá nghệ thuật, người mà khiến cho cả Ronaldinho cũng phải xin chữ ký, các bạn biết đấy. Đây, người mà khiến cho cả Ronaldinho cũng phải xin chữ ký ông, bởi vì kỹ năng của ông ấy là quá tuyệt vời, quá đẳng cấp. Ông ấy là người đầu tiên của thế giới năm 2003. Và năm đó thì Ronaldinho cùng với cả Mr. Wu đã quay một quảng cáo bóng đá. Nếu các bạn xem quảng cáo Nike thì sẽ biết là một quảng cáo bóng đá mà Ronaldinho hợp tác cùng với cả Mr. Wu để quay. Và năm đó thì Ronaldinho học được rất là nhiều kỹ năng từ Mr. Wu. Ở đây không chỉ có chữ ký của Mr. Wu mà còn có chữ ký của rất là nhiều các cầu thủ bóng đá đường phố khác, như là của siêu sao Bangkok này, của nhóm S3 của Sian này, cũng là có chữ ký ở đây. Ngoài ra thì kể cả Sian cũng có ký vào bóng mình đây. Chữ này chữ là tặng cho my friend này, love you, Sian S3, mọi người thấy không? Đây là một trái bóng rất đặc biệt, vì đó là năm 2011, năm đó thì mình đã sang Dubai để mình thi giải thế giới đầu tiên của mình thi. Và năm đó thì mình vào top 8 của giải thế giới năm đó 2011, và đã được Mr. Wu tặng trái bóng này. Chiếc cúp nó rất nặng, chiếc cúp này vô cùng nặng luôn, nó cực kỳ nặng luôn. Đây chính là cái chiếc cúp mà mình đã giành được, chiếc cúp mà có nghĩa là chiếc cúp mà mình thấy ý nghĩa trong cuộc đời mình. Đây chính là chiếc cúp vô địch giải bóng đá nghệ thuật châu Á năm 2013. Có nghĩa là sau 2 năm thì mình đã cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể. Và năm đấy thì thi đấu mình vượt qua rất là nhiều đối thủ đến từ rất là nhiều quốc gia và giành được cái giải vô địch châu Á đầu tiên này. Thì đó là một cái thành tích mà ở Việt Nam hiện tại chưa có ai làm được lại được. Và đây là một cái điều mà mình thấy rất là vô cùng tự hào, bởi vì mình đã đánh dấu cái gì mà mình nỗ lực trong bao nhiêu thời gian qua để thành công, để có được một cái vị trí như hiện tại. Thì nó cũng là một cái giải thưởng mà đã giúp cho mình rất là nhiều. Nó chính là một cái bước đệm để có thể mình được gặp những siêu sao thế giới, rồi rất nhiều thứ tiếp theo sau này, thì nó đều là từ cái danh hiệu này đầu tiên. Và nó vô cùng nặng, mình vẫn nhớ cái hôm đấy, cảm xúc lúc là tuyệt vời và rất là khó tả. Theo bây giờ nhỉ, để mình suy nghĩ xem nên nói bóng nào. Bạn biết đấy, cái bóng đây có những kỷ niệm rất là thú vị với mình. Và ok, mình sẽ nói trái bóng này đi. Đây là bóng đầu tiên mình bỏ tiền ra mua, và đó là trái bóng World Cup năm 2014. Trái bóng này có tên là Brazuca, và trái bóng này năm đấy mình đã bỏ ra khoảng tầm 3,4 triệu để mua bóng này. Thì đó là một trái bóng mà năm 2014 các bạn biết đấy, mình vẫn chỉ là một sinh viên thôi,
và để bỏ tiền ra mua một trái bóng như này nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Và lúc ấy là mình đã phải dùng tiền tiết kiệm của mình trong khoảng hơn một tháng đi biểu diễn các thứ rồi mình mua bóng này. Và mình vẫn nhớ là trái bóng này gắn mình rất là nhiều kỷ niệm, đã mình đã muốn biểu diễn ở khắp rất là nhiều nơi, xong rồi chơi rất là nhiều và quay rất nhiều clip. Và bây giờ sau 4 năm thì nó đã bị rất là mờ, rất là cũ này, các bạn thấy không? Nó tuy cũ và xấu nhưng mà không sao, nó vẫn là một trái bóng mà mình rất là trân trọng, bởi vì nó là một cái trái bóng mà giúp cho mình gặt hái rất là nhiều thứ. Nó đã cùng mình sang cả Old Trafford, mình chơi cái sân Old Trafford cũng là dùng cái trái bóng này. Nó là một cái bóng rất là tuyệt vời và rất là nhiều kỷ niệm với mình. Những trái bóng về sau thì nhiều trái bóng là không phải mình mua đâu, có một trái bóng là mình sẽ được tặng. Những trái bóng như là trái bóng này mình được tặng này, chứ không phải là mình được mua, phải mua đâu. Thế nên là khi mà về sau, khi mà mình bắt đầu có nhiều trái bóng hơn nữa thì nó vẫn là một trái bóng mà mình rất là yêu quý, bởi vì nó là cái trái bóng mà mình đã phải bỏ tiền của mình ra, bỏ một công sức của mình ra để mua nó. Và đây là trái bóng chính hãng đầu tiên mà mình bỏ tiền ra mua. Tiếp sau đến thì có rất là nhiều trái bóng khác. Tiếp sau đó thì mình đã làm việc với cả Nike. Năm 2015 thì bắt đầu mình làm việc với Nike. Khi mà bắt đầu sau cái giải thành công của giải bóng đá nghệ thuật châu Á, mình giải vô địch, sau đó rồi lại được sang Old Trafford thì bắt đầu được Nike Việt Nam ký hợp đồng. Và khi đó thì mình được tài trợ một số đồ thì mình bắt đầu quay những clip bóng đá các bạn xem. Ví dụ vào năm 2015 các bạn thấy những clip giải bóng đá mình có thể dùng Nike thì đấy. Các bạn thấy không, những trái bóng này là một trái bóng của Nike để đá cho giải La Liga mùa giải 2014-2015 thì phải. Đó, rất là đẹp, mình rất thích cái màu này. Đồng hành với nó thì có một trái bóng nữa, đó là trái bóng đá ngoại hạng Anh năm đó. Cái quả này các bạn nhìn chắc là rất nhận ra đúng không? Đó, cái quả mà phối màu cam với cả màu ấy rất đẹp. Với cái đường chữ Nike thì là màu xanh, rất là đẹp. Thì đây là trái bóng Nike đầu tiên mà mình có được để mình bắt đầu quay những cái video dạy bóng đá trên mạng năm đó. Rồi tiếp theo là đây là trái bóng mà mình rất thích. Trái bóng Nike này rất là tròn, rất là cân, các bạn thấy không? Đó, quay rất là tít, rất là đẹp luôn. Cái màu này mình rất thích. Cái màu này rất là độc. Và đây là cả quả Nike. Quả này chơi bóng trên đường phố rất là tuyệt vời. Và mình đã từng đi biểu diễn rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy những cái vết cắm trên này không? Đó là mình đã quay bóng này bằng các cái bút miếng thử rất là nhiều. Trái bóng này đã cùng mình đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Tiếp theo là trái bóng mà mình muốn nói đến. Đây là trái bóng đội tuyển Argentina. Một trái bóng rất là đẹp, phối màu rất đẹp. Ở trên này nó có hai hình ngôi sao, tức là biểu tượng là Argentina từng hai lần vô địch thế giới các bạn nhé. Trái bóng này mình mua tại nước Nga trong đợt World Cup vừa rồi. Đấy. Và trái bóng này thì có hai màu rất là nổi bật, đó là màu xanh nhạt trời và màu trắng, cái màu truyền thống của đội tuyển Argentina. Và phía sau là một cuốn tạp chí của Messi. Hôm trước thì mình có 3 quyển và mình tặng 2 quyển cho các bạn fan rồi. Và bây giờ còn 1 quyển này thôi, mình giữ lại làm kinh nghiệm. Ngoài ra thì nhắc đến World Cup thì không thể nói đến đội tuyển Tây Ban Nha. Trái bóng này là trái bóng của đội tuyển Tây Ban Nha, cũng rất là đẹp, các bạn thấy không? Mình cũng mua ở bên nước Nga hôm đợt vừa rồi. Và nó có một ngôi sao ở đây, chứng tỏ là Tây Ban Nha đã một lần vô địch thế giới. Đó, các bạn thấy không? Bên cạnh đây là một chiếc cúp vàng World Cup. Cúp vàng World Cup mình mô phỏng thôi, phiên bản mô phỏng này, và cũng rất là đẹp, mình được một người bạn tặng cho. Và chiếc cúp này rất là đẹp, rất là thật, nó giá trị rất là cao đấy các bạn, mua khá là đắt. Còn đây trái bóng World Cup này các bạn biết rõ rồi đúng không? Trái bóng này thì mọi người đều biết là mình đã sử dụng ở trong đợt vừa rồi đi ASEAN, thì mình đã mang trái bóng này sang đấy để quay các clip cho các bạn xem bên nước Indonesia. Trái bóng này cũng rất là nhiều kỷ niệm ở Indonesia, các bạn nào mà xem video mình đều có thể biết. Và thật ra là mình không phải mua đâu, trái bóng này mình được tặng đấy. Tại vì sau khi làm với Nike thì mình đã chuyển sang làm với cả Adidas vào năm 2016. Và mình đã làm Adidas 2 năm nay rồi. Và được hỗ trợ rất là nhiều từ đồ trang phục này, quần áo và giày bóng đá. Các bạn biết là mình rất nhiều giày bóng đá, thì các bạn biết là cái đôi giày như kiểu đây, ví dụ như là những cái đôi X18.1 này là những đôi giày mà mình đã được Adidas tặng cho đấy các bạn. Và nó rất là đẹp. Mình sẽ làm riêng một clip review về giày riêng. Nếu các bạn thấy thích thì mình sẽ làm riêng một clip các bạn xem. Nếu mà thích thì hãy bấm like, chia sẻ video này để mình có động lực để mình làm thêm clip mà thêm nữa nhá. Thì mình sẽ nói về giày sau. Ở đây mình chỉ để vài đôi đây thôi cho các bạn xem thôi. Ví dụ một vài mẫu giày đây mình đã để đây để các bạn nhìn thấy qua cho đẹp thôi. Chỉ còn mình sẽ có khoảng tầm vài chục đôi giày cơ. Và mình sẽ làm riêng một clip sau các bạn nhé. Các bạn nào hóng thì hãy comment đi. Hãy hóng thì hãy comment nhé. Các bạn biết lời chiếc áo của ai? Cho các bạn 3 giây để suy nghĩ. 1, 2, 3, ok. Và đây chính là chiếc áo của Sergio Ramos, đội trưởng của Real Madrid. Và đây là một chiếc áo vô cùng đặc biệt. Chiếc áo này đã được Ramos mặc tại đá tại giải La Liga các bạn nhé.
đây chiếc áo mà Ramos đã từng mặc luôn các bạn nhé. Và Ramos đã tặng lại cho mình chiếc áo này của anh ấy từng mặc luôn. Và ký tặng vào đây là tặng cho Đỗ Kim Phúc này, anh nghe thấy không? Đấy, kèm theo chữ ký của Ramos. Thì năm đó mình đã có, nếu bạn đã xem video có thể biết là mình đã từng chơi bóng cùng Ramos năm đó, rất tuyệt vời. Cảm giác mà khi được chơi bóng cùng với các siêu sao hàng đầu thế giới như Sergio Ramos, từ khi anh ấy xuất hiện, mình được cầm tay anh ấy, anh nở một nụ cười tươi thân thiện làm cho mình cảm giác lúc ấy hồi hộp, tim đập rất là nhanh, tim rất là nhanh các bạn, lúc ấy thình thịch luôn. Và cái cảm xúc khi được tâng bóng cùng Ramos, sau đó anh ấy dạy bóng đá, anh ấy dạy đá bóng cùng nhau sút bóng, cùng nhau chuyền bóng phối hợp với anh ấy, thì mình cảm thấy rất là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Và có lẽ là trong đời mình sẽ khó có một cảm giác nào nó hạnh phúc đến mức như vậy nữa. Thì đó là một kỷ niệm rất tuyệt vời năm 2014 của mình. Và đây, trái bóng mình muốn nói tiếp theo. Trái bóng này là trái bóng có quả lắc bên trong các bạn thấy không? Rất dễ thương. Đây là bóng đầu tiên mình mua cho Suka nhà mình đấy. Đòi luôn này, đấy. Trái bóng đầu tiên mình mua cho Suka nhà mình. Mình mong muốn là Suka sẽ chơi bóng rất là giỏi, nên mình đã mua một bóng này cho bạn ấy ngay khi bạn ấy vừa mới đẻ thôi. Và mình hy vọng là trong tương lai bé Suka sẽ chơi bóng rất là giỏi nhá. Bé Suka của bố rất dễ thương. Đấy, các bạn thấy dễ thương không? Sắp phá hết rồi đấy, sắp phá hết cả mọi thứ rồi đấy. Rồi, như vậy là clip cũng khá là dài rồi. Ở clip sau bạn muốn mình review cái gì? Review về giày nhá. Thì mình sẽ nói hơn nhiều hơn về các đôi giày mình có. Rất là nhiều giày. Và clip sau thì mình sẽ nói về giày. Các bạn thích thì các bạn hãy comment nhiệt tình và video này ủng hộ cho mình nhá, để mình làm nhiều clip hay hơn nữa, thú vị hơn nữa. Rồi, bạn đi phá hết rồi. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Tạm biệt mọi người. Yeah. Bye, bye con. Bye.